Thế Quang xin mời cái sự chia sẻ của bố Cầm thì con xin mời bố ạ. Ok thì nói chào thưa quan, chào tất cả mọi người ở dưới diễn đàn nha. Mấy hôm nay trời hôm nay rất là lạnh, đi xe rất là nguy hiểm, mà mới mùa đông mới mới đổ tuyết cái mấy ngày thôi mà tai nạn xảy ra rất là đông, rất là nhiều. Thôi cái chuyện đó mình không nói, mà mình chỉ nói cái điều này vô tình ngày hôm qua. Thì bố mở cái điện thoại lên thì có một cái phố bên xa TV phỏng vấn ông Nguyễn Tấn Lãng. Thì mình thấy Đó. mình buồn cười ở chỗ này, những cái người mà lão làng về cái chỗ lớn tuổi, ông này cũng gần 80 rồi, cũng bảy mấy rồi, thì nói những cái câu rất cư là ngô nghê. Ổng hỏi ổng là cái Việt Nam Cộng Hòa là như thế nào này, các cái này ổng kiểu là ông trả lời chung chung thôi, nhưng mà có điều nói một cách khác là cái lịch sử về đề diễn tiến về cái lịch sử của Việt Nam, ổng bồ hoàn toàn bù rất cái mẹ nó trên trời. Ổng cứ nói là Việt Nam Cộng Hòa là tự do dân chủ này kia, tôi buồn cười quá thì thôi tao cũng chẳng muốn buồn làm bởi vì này. Và mình nói sơ qua cái vấn đề coi như ở trong cái xã hội Việt Nam, bố thì mày biết rồi, tao là lính Việt Nam Cộng Hòa và tao cũng chưa hề biết cộng sản là cái gì. Bây giờ thì mày cái lý thuyết cộng sản kêu tao nói rồi bẻ bẻ một chữ làm đâu tao cũng đếch biết luôn, tao đâu có dính líu gì, tao đâu có biết cái gì đâu. Nhưng mà có cái điều mà mình phải công nhận một cái điều này, từ cái ngày mà sau khi mà qua đây rồi rồi xong đọc sử sách rồi các cái rồi thấy thành cái ngày mà bắt đầu mà thành lập Đảng Cộng sản tới bây giờ thì nó đã kéo dài tới gần gần 100 năm, chín mấy năm, là 90 năm, mà đại khái là từ cái ngày đó thì mình mới thấy là cái điều rõ ràng một cái điều giống như kiểu phiếu bầu nếu không được lòng dân thì chắc chắn là cái đảng này nó không còn tồn tại, cái điều đó là hiển nhiên rõ ràng vậy thôi. Còn bây giờ tất cả những cái sự mà bất mãn trong xã hội đa số là thường là bất mãn cá nhân, nó không đại diện cho bất cứ một người ai, kể cả thằng Dưa Leo cũng vậy. Mày nói cho tao thằng Dưa Leo đó thì tao không có chấp là bởi vì nó tật nguyền, điểm thứ hai nữa là nó so sánh một cách rất là khập khiễng. Tao nhớ tao buồn cười hoài, tất nhiên là nó đi qua bên Mỹ nó chơi, tất nhiên đi du lịch hay đâu được lời mời qua thì nó đứng trên một cái cầu bắc ngang qua một cái freeway, bắt đầu anh gọi anh xỉa xói về Việt Nam. Anh thấy 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 ta chưa, đường xa ta sao bảy len, một bên 20 lần, ai đù má nó soi sánh một cách rất là khập khiễng. Mà thấy con thấy rõ ràng đó có bao nhiêu không, thấy là nó ngu rồi. Đất nước Mỹ 50 tiểu bang, mỗi tiểu bang rộng lớn hơn một đất nước Việt Nam, đất rộng người thưa thì đương nhiên nó đương làm cái freeway hoặc là một con đường rộng rãi thì đương nhiên rồi. Tao hỏi về một cái đâu đơn giản thôi, nội ở trong thành phố Hồ Chí Minh đó mà nới rộng được con đường không, là đất chật người đông, bọn mày muốn làm một cái freeway đi đâu mà đến nỗi mà 6-7 lên một 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 bên. Điểm thứ nhất, điểm thứ hai nữa là mày muốn nới rộng ra mày phải giải tỏa, mà giải tỏa tiền đéo đâu mà đền nổi. Đúng rồi bố. Nó có những cái mà khập khiễng, nó tôi buồn cười mà tao cũng không muốn nói. Rồi xong nó đụng nó nói về vấn đề coi như bảo lục miền Trung, nó ví von Hà Lan. Hà Lan là ở dưới mực nước biển. Tôi nói thiệt mà nó nói ra nhiều cái tôi buồn cười lắm, nó nói rất nhiều cái buồn cười đó mình cũng không chấp nhận. Là bởi vì nếu mà nó nói ra những người mà không có kiến thức, không có kiến thức thì dễ bị nó lôi kéo. Mà thấy không, nó cứ chê bai Việt Nam, nó cứ so sánh Việt Nam với Mỹ, rồi nó so sánh vấn đề những cái công việc làm, tôi thấy tôi rất là buồn cười. Nhưng mà thì thôi, cái chuyện đó tao muốn nói là từ từ xưa tới bây giờ bố mới nói cho con nghe này, mình không ta không khen Việt Nam, tao chỉ yêu đất nước Việt Nam của tao thôi. Tao cũng hiểu rằng ở trong đất nước Việt Nam nó còn đầy rẫy những bất công, nó còn đầy rẫy những vấn đề tham nhũng, đầy rẫy những cái chuyện bất công trong xã hội, nhưng cái điều đó hầu như tất cả các nước đều có cả, chắc không có riêng Việt Nam. Đúng À, rồi tất cả đó là chuyện đương nhiên rồi. Ở Mỹ, ở Anh, ở Pháp gì cũng vậy thôi, tại vì mày không đọc báo, mày không theo dõi thì mày không biết chứ. Ở Mỹ là đầy rẫy nè, nói một cách nôm na sơ sơ ngày hôm qua tao mới là tao mới nói mày nghe, ở Việt Nam có một công ty Đông Á gì đó để mà coi như là nâng giá khống rồi buộc kit xét thử nghiệm này kia đó để mà lấy tiền chuyện đó. Ồ má, bên này tụi nó ra cái đám mà dân chủ cụi nó là gào, nó khóc, nó lóc, nó làm đủ trò đủ mà nó đòi rồi. Đại khái là nó nói là đủ má,
quy kết vào nhà nước Việt Nam mình là coi như là ăn tiền chính phủ rút ruột dân điện kia tàn nhẫn bao nhiêu cái đó thứ đó trên đời này đủ nó dột hết chính phủ hết đủ nó đòi đúng rồi bố, thì tôi nói là vậy mà đúng rồi. Thì tao gần qua tao có cái like đầu like tao cũng đưa ra cái dẫn chứng là ở bên Mỹ này nó còn khủng khiếp hơn nhiều. Có một con nhỏ tên là sinh viên, nó sinh viên thôi nhưng bạn nó là lừa gạt Chabet. Ê, đi chào mét đúng không? Đúng rồi. Đồ má nó đưa gạt một phát gần 10 tỷ, gần 10 tỷ đô la. Đồ má. Thì đó một đất nước văn minh nhưng mà nó buồn cười chỗ nào. Cái công ty đó nó chỉ lừa gạt dân đen thôi. Ở đây ở Việt Nam á, nhưng mà ở thằng Mỹ á, nó lừa gạt cả chính phủ luôn. Đồ má, những tay to mặt lớn đồ má bộ trưởng này các cái chơi luôn đồ má thì đỡ gì đó. Cái nào lớn hơn nào thì bởi vì ta mới nói như vậy mới hiểu là ở trong xã hội cái sự con người ai có cái lòng tham cả hiểu không à. Vì cái chỗ vì tiền cho nên vì đó họ mới làm nhưng mà ở Việt Nam so sánh với thằng Mỹ thì nó vẫn còn quá ít bởi vì quá nhỏ. Thì tôi nói cho mày nghe rồi ngày qua tao cũng làm một cái live tao cũng nói chuyện rồi nhưng mà tôi buồn cười nhất là mấy cái ông nội dân chủ của mình đồ má khóc lóc ghê mày đồ quá bồ lăng rồi nước miếng nước rồi vậy trời ơi như vậy là chết rồi chết nhắn nữa chung là bao nhiêu đó, bao nhiêu như chuyện đủ quá tao ngồi tao cười gắt tao đủ mà. Cái điểm thứ hai nữa là hôm qua cũng thằng Nam ông nó cũng hay tất cả những cái chuyện này đều do báo chí Việt Nam tung lên, có nghĩa là những cái vụ án này là báo đúng chí rồi. Việt Nam là nước Việt họ Nam đánh mà là, họ đánh ra. Thì cái bọn bên phía bên kia nó chỉ lấy tin tức trên các báo đài Việt Nam mình bắt đầu nó về xào nó nấu nó cắt đúng nó còn nó làm đủ trò hết bắt đầu vô nó vu vạ mẹ không chứ bản thân tụi nó đâu biết con mẹ gì đâu. Nói như vậy để cho mày hiểu là cái sự nói như vậy để cho mày hiểu là cái sự tự do báo chí ngôn luận của Việt Nam là tuyệt vời, không giấu đúng rồi nó là không giấu không khai hết bắt ai ai vi phạm ai tham nhũng họ đều công khai hết chứ họ đâu có che đậy gì hết. Đúng vậy nhưng mà nó chỉ đem những cái đấy về cái xào đấu từ hồi xưa tới bây giờ tất cả những cái kênh như là gì Quốc Huy rồi cái gì ta cái gì mà cái thằng gì chồng của con thằng nói chung mà tắt tật kể cả những cái đài ví dụ như thằng Đinh Quang Quần Què Đinh Quang Anh Quần Què gì đó đủ má đi có nghĩa là nếu chụp được cái cơ hội đó là bắt đầu nó tô nó vẽ và nó cắt đầu cắt đuôi mặt sau cái đầu để nó nói nó mỉa nó ma không biết gì cả. Có nghĩa là nói như vậy thì mày hiểu rằng cái sự tự do ngôn luận của Việt Nam mình rất là cao. Nói như vậy thì mày hiểu. Thì còn đa số những cái chuyện mà vừa ăn chặn này kia từ nói chung là nói một cách nôm na là ăn chặn được biến sao mà có tiền được từ các doanh nghiệp rồi từ các cá nhân từ nghệ sĩ là do lòng tham của con người một cá nhân thôi. Ai bị cái gì là từng trị ai bị phạm tội nào thì từng trị tội đó thế thôi. Và đúng rồi. Như là người nào mình nói chuyện người đó nó chịu thôi mà nó du cao nó làm đủ trò chân trời thấy ghê đủ. Nó đâu có nói bình thường như mình đâu bắt đầu ví dụ như cái vụ bộ kít á rồi bắt đầu mắc nó quy do nào là gì phá hoại tài sản rồi nói chung là làm nói chung là nó gọi là thuyết âm mưu nó làm ghê lên nó quan điểm nha nó quan điểm lên nó làm quy chụp đánh đồng nó làm như là chết rồi vậy đó, đồ má khổ lắm, tao gọi tôi buồn cười. Thì tao nói rõ ràng cái điều này là có những người hầu như tất cả những cái mà chống đối với Việt Nam từ xưa tới giờ là không có một cái chuyện gì mà lớn lao cả. Theo bố nghĩ từ toàn là những cá nhân lẻ tẻ, mà cá nhân lẻ tẻ là vì cá nhân vì gì gọi là có gì là nói sao ta, có gì là ghen ăn tức ở rồi xong rồi bất mãn xã hội bất mãn cơ quan rồi nói chung là đó là những thành phần cá nhân thôi chứ thực tất ra nó không có một cái ở mà thấy rõ ràng từ xưa trong nước mình bỏ những cái cá nhân lẻ tẻ nó có một cái câu cốt của họ không chịu làm họ chỉ ngồi chỉ chờ xung đụng thôi rồi than xanh cất phận rồi xong rồi thấy người ta giàu có thấy người ta đi xe hơi mình đi xe đạp lọc cọc là bắt đầu bất mãn bất mãn bắt đầu là chửi đổng rồi bắt đầu phê phán má giống như cái thằng gì tao không biết mà nó lé lâu lâu đủ tư thằng quỷ từ khi nhất à nó bon men qua đó là đủ nó làm nó nổi lên là tao đi dột luôn ở chân trùng trục mặt thì lé đủ má lên ngồi mày nghĩ nó vậy mà nó ngồi nó bàn chuyện vĩ mô kinh tế vĩ mô mới là ghê đủ tao ngồi tao buồn cười tao nói chuyện toàn trời ơi không à. Thì
tất cả những cái chuyện đó mình à, tao thì tao không có dính líu gì ba cái vụ đó cả, tao nói nhưng mà điều ở trong đất nước nào cũng vậy, tao cũng lên án, tao cũng lên án cái xã hội Việt Nam mình có những cái điều bất cập, mình cũng lên án để rõ ràng vậy chứ không phải là không, nhưng mà có cái nào thì có nói cái đấy, nói cho nên chính xác một chút. Còn mà tụi kia thì không đâu, tụi nó nâng quan điểm lên, nó làm tùm lum tụi ra thì à, nói một cách khác là đất nước Việt Nam mình à, ngay bây giờ nó cũng không phải là giàu có gì, vẫn còn nhiều các mặt lo toan đủ thứ à, đúng rồi. Mới xảy ra đây là cái chuyện mà Trung Quốc nó không cho nhập hàng 4.000 mấy trăm cái container đang ngồi ở ở ngoài Bắc ở đường gì đó. Thì những rau củ quả ngũ cốc mà Việt Nam mà xuất khẩu hàng nông sản, nói chung là nông sản đó là một cái bài toán rất là khó khăn cho nhà nước đó, cái điều đó thì à, xuyên qua cái chuyện đó chút xíu thì thường mấy cái đám này là nó hay nó bài xích Trung Quốc phải không? Thì bây giờ đó cái hậu quả đầu tiên mà mình người dân mình lãnh là thằng Trung Quốc nó không cho nhập khẩu rau quả của Việt Nam mình qua, thì mấy ông nội này đó là người dân mình không đúng, những người mà trồng hoa màu đợi hái thu hoạch để mà xuất khẩu qua bên đó, thấy hiện giờ kỳ này rất là xính dính đúng không? À, thấy mà không biết cái giải pháp này như thế nào, nhà nước giải quyết như thế nào không biết, nhưng mà điều mình thấy nhưng mà cái vấn đề đó con thấy thế này nè, con xin chia sẻ cái góc nhìn của con thì không biết bố cho mọi người thấy thế nào. Thứ nhất á là không riêng gì Việt Nam đâu, họ bế quan tỏa cảng là toàn cầu. Bố bữa con cứ chia sẻ cho bố em viết á, những cái nước châu Âu với nước Mỹ cũng đang đau đầu về cái chuyện đó. Còn vấn đề là chúng ta đặt dấu hỏi là tại sao họ lại làm như vậy, tại sao họ lại như vậy, thì ở đây cái vấn đề thứ nhất à, theo góc nhìn của con á, thứ nhất là họ muốn giống như là mình nói nôm na đó, một cái phép thử à, phép thử về mang cái tính toàn cầu là cái sức ảnh hưởng của họ nó đối với toàn cầu nó như thế nào, nó sẽ ra sao nếu họ làm những cái việc đó, bằng cụ thể là họ sẽ bế quan tỏa cảng đó, đó là phép thử. Và cái thứ hai thì theo con nghĩ là có thể là họ lo ngại về vấn đề biến chủng Omicron. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta thừa biết á, là nước Trung Quốc á, là họ theo đuổi cái chiến dịch đó gọi là Zero Covid. À, và bây giờ vấn đề biến chủng Omicron á, nó đã lan rộng gần hình như 80 nước đúng không phải? 80 nước, 80 quốc gia. Thì tức là hai yếu tố đó thì con cho rằng họ làm cái động thái đó. Chứ rõ ràng là cái chuyện là cái gì chúng ta phải hiểu là cái chuyện mà cửa khẩu ở ngoài khu vực phía Bắc á là ùn ứ thôi, chứ không phải là ngăn cắt hoàn toàn. Ùn ứ tức là nó rất là chậm, nó cũng qua đó nhưng mà nó qua với tốc độ rất là chậm, cho nên nó diễn ra cái cảnh ùn ứ chứ không phải là họ ngăn hoàn toàn. À, có những cái clip bố co thấy rõ ràng đúng không, họ cho vẫn để cho họ có vẫn là tìm không. Hiểu và cho đó, từng xe qua họ kiểm soát rất từng kỹ. Có đó bố cũng hiểu là cái điều này là người à, bạn bố... Dương Thế Chính chờ mình chút xíu nha à, chú cầm xuống mình mời bạn lên. Theo bố hiểu cái điều này là người Trung Quốc hoặc là dân Trung Quốc không thể nào thiếu rau củ quả được đó à. cái mặt hàng đó cũng là một cái mặt hàng chiến lược của người Trung Quốc cần, mà chỉ có người Việt Nam mới là cung cấp mà thôi. Đó, cho nên là việc đó nó không thể nào, con bố hiểu điều con nói. Còn cái đó là cái thuyết mình thuyết âm mưu mình mò ra, nhưng thực chất là thì theo tôi hiểu là những lúc gần đây từ Mỹ, từ Anh, từ Pháp, từ Úc các cái là họ còn một cái tính cách là liên minh để chống lại Trung Quốc bình thường. À, thì cái thằng Trung Quốc nó đương nhiên mày rõ ràng con đắng con chó mà dồn vô vào một cái đường thì nó có phản ứng thôi. Cái này mà cũng theo tao suy luận mày nói cũng hơi đúng là cái chỗ là à, đó là một cái phép thử của Trung Quốc. Bởi vì từ xưa tới bây giờ thăm dò thì nó cũng đã được mệnh danh là còn một cái công xưởng của thế giới rồi, đúng rồi, toàn cầu, công xưởng toàn cầu, cho nên nó nghĩ là nó có một sự quy lực nhất định nào đó, đúng rồi. Mà khi mà nó đóng cửa là đương nhiên là toàn cầu sẽ bị lao đao. Đây là một phép thử chúng mình vì đó mình bây giờ nó còn quá sớm, cho nên là mình chưa có một cái gì gọi là đây là những ông lớn chơi đấu trí với nhau, nó hẳn là những ông lớn đúng đấu rồi, trí bố. Với nhau đó, chính xác, cho nên nhận xét ra. Nhưng mà tao chỉ cần nói cái điều là cái gì mà làm cho người dân Việt Nam mà bị bất ổn nè, bị thua thiệt nè, bị mất quyền lợi là tao không thích, là bởi vì
nói gì thì nói, những cái người mà trồng rau và củ quả để mà xuất khẩu sang Mỹ, họ chỉ có cái mùa này họ mới gom lại tiền thôi, mày hiểu không? Bao nhiêu người sống về, ta cũng quen biết tất cả những con cháu cũng dạng như Dương Vi rồi mấy con gì đó ở đâu ở Lạng Sơn này kia là cửa khẩu mà sống bằng hàng, sống hàng năm họ sống bằng nghề đó, thu mua rồi bán qua Trung Quốc này kia, bây giờ chính như vậy họ cũng lao đao, nói thẳng là vậy. Thì đó là mình nghĩ mình thương thôi, chứ còn thực chất ra rất là cái điều này không biết sao, nhưng mà cái điều mình đang phân vân quá. Có nghĩa là mấy ông lớn đang chơi với nhau mà để mấy mấy người dân đen đang khổ cũng cũng mấy, nhưng mà tôi nghĩ là mà nếu gì Thì đúng rồi, tao nghĩ tại là chúng tao ta cũng thừa nghĩ hiểu đúng không, đúng rồi, chúng ta thừa biết cái câu là gì à, châu bò hút nhau rồi mũi dùng chết mũi mà, chết, đúng đúng rồi không? đúng Thì rồi đúng hãy là cái đó là nó phải quy vậy. luật từ ngàn xưa luôn chứ không phải tới bây Đúng giờ, rồi, thì nhưng mà phải tao chấp nghĩ nhận là thôi. nhà nước Việt Nam sẽ tìm cách, phải có tìm cách để giải Đúng cứu rồi, có phương nông hướng hết dân, á, có phương hướng họ chứ hay lắm, không. dạ họ có hay lắm, Thì bảo từ xưa họ giờ có phương pháp. tao cũng đã nói nể, tao nể cái điều là mình thì mình nghĩ ngắn, nhưng mà họ thì không bao giờ nghĩ ngắn, họ nghĩ dài. Tao cũng đã đơn Đúng rồi, cử vĩ mô vào tao đã đơn cử rất là nhiều việc rồi, mà sau này mình ngẫm nghĩ lại mình mới thấy là ồ má thiệt, mình hay thiệt, phải chi hồi xưa mà đủ má đéo có làm một đập đa diêm, hoặc là không có làm một đường dây 500 kV, bây giờ đủ má nó cắm một lỗ đít, đủ má nó nghe điện thoại của tao đúng không? Người ta nghĩ là nghĩ dạ. sâu, mà thời đó là cái thời khó khăn khổ chết mẹ luôn, bởi vậy mình phải cảm thấy là họ hay, nên vì đó là thiệt mày là ta không có xưng tụng đâu, ta cũng không ấy, nhưng mà tao nói cho mày nghe mình phải nể, Đó mình là phải sự nể cái thật, điều đó là sự đó thật, là sự thật, đúng xưng là tụng sự cái gì thật mà đây, đúng không? đó À, mà thiệt sự này. thật phải công nhận thôi. Còn với thằng nào mà nói tao là dị cộng đủ má thì tao cũng ừ luôn đủ, tao biết Đó, bây giờ kệ dị nó cộng đủ ra má nó chứ kệ quan mẹ trọng của gì nó đâu. vậy, nói tao không quan trọng mẹ, trời ơi, tao chỉ biết vậy thôi. Còn thiệt mày bị hỏi gì chuyện cộng sản một chữ là bẻ em đôi, tao không biết luôn tao đâu có biết, tao vô phượng tôi khoe rồi chứ không biết rồi, không biết đâu biết bẻ đâu được bao nhiêu có điều luôn. Ngày hôm qua hôm kia thì bố cũng nói là cái mùa này là cái mùa Giáng sinh, cái mùa Noel, thì cũng nhắc lại kỷ niệm cho con cháu nó hiểu là đừng quên, đừng quên, đừng quên cái ngày cái là năm 1972 mà người Mỹ đã bỏ bom ở Hà Nội, thì mình nhắc đi nhắc lại cái điều đó để làm chi. Tất nhiên là vậy nè, nhắc đi chuyện đó tao mới nghĩ cái ông Nguyễn Tấn Lạc ngày hôm qua ông không biết gì một cái chuyện gì về lịch sử cả, mày ông không biết một cái gì hết. Có nghĩa là ông chỉ xin nói một cách qua loa về đi ra ngoài thôi, chứ không cần không hiểu cái thành lập rồi ngoại bang như thế nào, ông không có nói ngôi đình diêm, cháu không biết mẹ cho trời, ông chỉ biết là ông chỉ nói một cái câu suông là đủ má là tự do dân chủ, đủ tự do con mẹ hay dân chủ thôi. thì 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 tao nói cho mày nghe cái điều này là cái sự những cái lúc những cái đất nước phát triển từ bây giờ đây, rồi Trung Quốc đang lộng hành là thì nói một cái khác là thì dân chúng các nước trong và riêng gì ở Việt Nam không, ở Mỹ cũng vậy. Ở Mỹ hiện giờ có một cái bài đăng là tất cả các vật giá xăng tăng cái gì nó cũng coi như là vật giá bị lạm phát nặng nề. Thì không phải riêng Việt Nam đâu, ở nước Mỹ cũng rất là khổ, xăng tăng ở hôm trước tôi đi bên Cali là 5 đồng, 5 đồng 7 một ga lông, nó tăng khủng khiếp luôn. Cho nên việc đó ra ở nước Mỹ này cũng vậy mà thôi, có nghĩa là nó bị ảnh hưởng trực tiếp về cái thằng Trung Quốc. Okay. Rồi những cái nhập khẩu của Trung Quốc qua Mỹ thì cũng đình trệ, rồi từ Mỹ qua ngược lại bên kia nó cũng giam, nó cũng y chang như Việt Nam. Bởi vậy mình là mày nói đúng đó, là toàn cầu chứ không phải là riêng về ở đây. Thì thôi cái chuyện đó để cho mấy ông lớn giải quyết, mình thuộc dạng tép riêu thì mình không nói. Mình chỉ nói một cái điều này là kết luận lại có nghĩa là tất cả những người mà thuộc gì mà coi như bất mãn xã hội Việt Nam là vấn đề tư cách cá nhân, chẳng có ta thấy là hầu như là tất cả mọi người đều thứ mà coi như siêng ăn nhát làm rồi rồi chờ sung rụng, đúng rồi chờ sung rụng rồi hở ra một cái gì cũng trách móc, mày không rất rất là nhiều lần. Thế nó không có phải gì là to tát lắm mà mình phải để tâm, tao chẳng có để tâm mấy cái vụ đâu mà ba cái thằng lôm côm nó tao không nói. Mà tao tức cười nhất là cái chuyện gì, có nghĩa là hở một chút xíu gì của nhà nước Việt Nam mà ha mò ra cái là bắt đầu chụp vô cái đó rồi nó cắt nó xé, bắt đầu nó tru nó tréo nó ói nó mửa làm đủ tao thấy ghê quá đủ, tao thấy nó buồn cười quá. Mà nó cái mà nó ngộ cái chỗ này đủ mấy cái gì nó đổ thừa cho chính phủ chứ, đủ mấy cái kỳ cục vậy mày xe gắn chó gắn xe một đường nó cũng đổ thừa nữa, đủ mà xe đủ nó cũng đổ thừa đủ mấy gì thậm chí mày
Bộ Y tế hoặc là tiêm tiêm chức gì nó cũng đổ thừa hết trơn, đủ có thứ gì nó cũng đổ thừa, đủ có hình như là nó họ đổ thì thừa hay sao. Thì buồn cười lắm, thành ra gì đó nói một cách khác cho mày hiểu là tao vẫn đi làm bình thường mà, thấy không? Mùa đông khắc nghiệt, ở bên này kiếm đồng tiền để mà do con người lao động mình hoặc là sức đầu óc của mình ra rất là khó, chứ đừng có đừng đừng đơn giản, đừng có nằm mơ mà nghĩ qua đây mà ngồi đủ mà ăn bát vàng, nghĩ là đủ mà ngồi từ trên trời rơi xuống nữa, không nghĩ vậy. Đâu cũng vậy thôi, bố Đâu mẹ cũng vậy đâu cũng thôi, vậy thôi, đâu riêng như Mỹ thôi, sống đất quốc gia nào cũng phải là cũng phải cày vậy sâu thấy, cuốc bẫm mới có ăn thôi, chứ có đừng nói làm mới chuyện có mà ngồi ăn, không hưởng. có làm mới có ăn thế thôi. Nhưng mà có nhiều người đùng nó vẫn còn ảo tưởng, nó vẫn có nghĩ là đùng qua bên đây là có nhiều thiên đường đúng vậy. Đó, khổ vậy. Ok bố, Ok, tôi để cũng bố mời họ xuống, lên thử xem để sao. bố xuống, bố đi tắm chuẩn bị đi làm nữa hay Đi không? làm Khổ đúng quá, lúc làm nữa lại vô trong đó không? lại bào cuộc, tao thì đâu có làm được gì đâu, vô trong mà phụ, ví dụ mà khổ cái nhà thiếu người quá thì nó kêu bố Đúng ba ba rồi. ba vô bà phụ con cắt rau, rồi tao chỉ cắt rau thôi luôn, bào củ Ghê. cải rồi bay bại nó chẳng làm mẹ gì À, hết. Nhưng mà cắt thực tế rau mà có tháng làm 5.000 mọi người. không? Sướng không? Ghê không? Cắt rau. Mọi người cắt rau không? Tháng 5.000. Ok À, ghê không? ok thôi, ok bố xuống ngang rồi. Dạ, ok bố, cảm ơn bố.